Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình không có làm một game nữa, cho nên mình sẽ quay về một cái dạng như là dạng vlog đời sống hàng ngày của mình mọi người. Thì hôm nay mình có dịp rảnh rỗi á, một ngày á, cho nên mình đi rửa xe và mình chuẩn bị đi một cái giai đoạn đó là mình đi phượt nha mọi người. Mình đi chữa lành. Đó, đây là cái địa điểm của mình và đây chính là hành trang của mình nè các bạn. Đó, một cái mũ cũng như là ba lô rồi cái kiểu đầy đủ. Thì trên cái đoạn đường đi lúc này á, mình đang đi giữa chừng á, thì đột nhiên xuất hiện một chiếc xe bolid. Cho nên thì lúc này mình sẽ hạ giảm tốc độ lại còn 50 đến 55 thôi. Vì cái tuyến đường này nó dành cho khoảng là dưới 60 nha mọi người. Thì đang đi mình gặp một ngay anh Đồng Hương. Anh Đồng Hương này cũng chạy scooter nhưng mà không ngờ mọi người, anh chạy rất là nhanh nha mọi người. Mình rượt không kịp luôn á, mình chỉ sợ bị bắn tốc độ thôi. Mình sợ chạy theo thôi, tại vừa rồi mấy đợt trước á mình cũng đi dạng này á, mình bị dính rồi. Đó, các bạn nên nhớ nha, khi mà bạn đi đến cái đoạn đường này nè, đó, bolid đứng ngay đầu bên kia kìa. Đó, lúc này mình đang dừng đèn đỏ nè. Đó, cái chỗ mình hồi nãy mình khoanh vùng cho bạn xem á. Đó, bolid đứng ngay chỗ xe buýt bên đó đó. Đó, các bạn thấy không? Cho nên anh chị em nào mà đi phượt đến cái đoạn chỗ ngay giao lộ này, anh em hãy cẩn thận nha, có bolid đứng như nha. Và lúc này á là mình chuẩn bị đang dừng đèn đỏ và chuẩn bị đi tiếp nè mọi người. Và thật bất ngờ thay á, thì mình chuẩn bị đi đến cái đoạn này nè, đó giữa này nè, thì mình gặp thêm một cái trạm bolid đứng ngay chỗ đây nữa mọi người ạ. À, tin được không? Đó, đây chính là cái lúc mà mình chuẩn bị quay nè. Mình thấy bolid đứng, mấy ảnh thấy mình có camera trên đầu, mấy ảnh quắt cái tay ra đi. Lúc này mình chưa có quay kịp mọi người ơi, đúng tức luôn á. Mình đâu có nghĩ đâu là bolid đã đứng ngay góc này, ngay trên vỉa hè này, ngay đây đâu mọi người. Đó, cho nên mình lập tức mình bật cam lên mình chạy tiếp để mình đề phòng sợ mấy ảnh còn đứng ở trên chốt trên kia nữa. Đấy, cho nên bạn nào mà đi đến cái đoạn ngã ba ngã tư chỗ ngay đây á, Long Khánh này nè, chỗ cái đường ray xe lửa này nè, thì các bạn hãy cố gắng giảm tốc độ nha, đừng có chạy nhanh quá nha. Thì đi một hồi cũng lâu quá, cũng hơn 2 tiếng á, cho nên mình ghé vào cái tiệm quán ăn bên đường này. Đây là một tiệm bánh cuốn cho mọi người, mình ghé vào mình ăn sáng. Thì mình thấy ở đây cũng ít người cho nên mình cố gắng mình tranh thủ mình ăn uống để cho nhanh, để lót dạ cái bụng để tiếp tục đi tiếp hành trình nha mọi người. Thì đi hành trình phượt này mình đi một mình thôi, nên trong đó mới gặp anh chị em mà cũng như mình mới rủ họ người ta đi chơi lận. Thì sau khi chạy được một hồi ấy, mình cũng đã tới ngay cái địa phận cuối cùng của địa phận Long Khánh rồi. Đây chính là cái bản Long Khánh nè, chào tạm biệt Long Khánh nè mọi người. Thì chạy một đoạn thời gian mình chạy lên qua cái đoạn con dốc này mình cũng cảm thấy mệt mỏi, cho mình vào mình nghỉ ngơi một xíu mọi người ạ. Vào quán võng thì mình cố gắng làm một lon bổ hút và nghỉ ngơi khoảng 20 phút để bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình. Thì các bạn chạy tới đây các bạn thấy không, đó cái biển ghi 60 nè. Đó, khi 60 là các bạn phải chạy đúng tốc độ là 60 hoặc là cao nhất là 62, 63 thôi nha, không được chạy quá 65 nha các bạn sẽ bị lụm nha. Thì đến ngay cái đoạn này thì ở dưới cầu thì đa số là lúc nào cũng đều có mấy anh giao thông đứng ngay cái đoạn đường ngay dưới cầu này nè. Thì cái đoạn này là đoạn ngã tư, một cái hướng quẹo phải đây là các bạn sẽ đi lên Đà Lạt nha mọi người. Mình sẽ trẻ thêm cho bạn nào mà đi phụ mình thì hãy chú ý đến cái đoạn đường ngay đây nữa nha. Đó, mấy anh giao thông thường thường hay đứng bên kia đó, gà 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 mấy anh xe hôm đứng bắn tốc độ vào đó đó. Anh chị em nào mà phượt mà đi mình á, vượt tốc độ cũng như là chạy mà dừng đèn đỏ ở đây á, mà chạy rồ ga lên một phát á, là chạy lên trên cùng trên kia là sẽ bị lụm nha mọi người. Thì trời hôm nay nó vẫn thấy u ám mọi người, vào Sài Gòn á nhìn thấy như trời mưa vậy á. Chạy một hồi thì mình cũng đã tới ngay cái địa phận chính của Trảng Bom rồi, chắc cũng gần 3 tiếng mọi người. Chạy một hồi thì mình cũng vào cái địa phận chính của quận 12 rồi. Đó, đây là quận 12 nè mọi người. Container đồ chạy cũng đây. Hình như ở đây là nó có một cái khu bến xe miền miền Đông phải không ta? Miền Đông hay miền Tây ta? Mình cũng không rành lắm. Thì ở trên cái đoạn đường này á, thì nó có cái biển số là 50 nha, cho nên anh em hãy chú ý, hãy nhớ chạy dưới 50 nha. Công an đứng ở khúc này rất là nhiều nha mọi người. Và nếu như mà bạn nào mà đi phượt á, thì nên trang bị cho mình một cái camera hành trình nha, để đỡ phòng thân á, cho khi mà mấy anh cảnh sát giao thông á thấy có camera mấy anh cho đi liền, còn anh bạn nào mà chạy mà không có camera là bị quắt vào kiểm tra giấy tờ hết á, cho nên các bạn hãy cẩn thận nha. Thì đi một hồi mình cũng đã tới ngay cái địa điểm mà anh chị em hẹn để họp và cũng như là rủ đi chơi rồi mọi người. Đó, đây là khu hành chính quận 12 mọi người. Thì ở đây nó có rất là nhiều tòa nhà chung cư và cũng như là khu vui chơi á, cho nên mình ghé vào một cái mình vào đây mình tham quan cũng như là mình chơi mua vé trò chơi đồ cái kiểu. Ở đây có rất là nhiều trò chơi nha, cũng như là đi tham quan rất là đẹp luôn nha mọi người. Ban này á, thì cũng có thêm phòng chiếu phim, chiếu rạp phim nha mọi người, Beta Cinema nè. Đó, cảnh phố xung quanh đồ trang trí rất là đẹp luôn nha mọi người. Một khách sạn 5 sao mà, khu tòa nhà 5 sao á, thì mình cũng không có tiện thể nói tên ở đây, cho nên thì bạn nào muốn biết á, thì bạn là có thể đi nhìn qua bạn có thể biết.
còn có thêm một cái khu giải trí đó là bowling đó mọi người. Bowling này mình thấy cỡ nhỏ à, chỉ được có hai gia đình là chơi là cùng. Mình thấy rất là tiếc bởi vì mình vô trễ quá, rồi gia đình này vô sớm quá mọi người, họ đặt tiếng đồng hồ luôn, cho nên mình nghĩ chắc mình không chơi được đâu, mình sẽ chơi những trò khác mọi người ạ. Và sau khi đi chơi chung với mọi người xong, mình bắt buộc là mình tự động chạy xe về. Thì đây chính là cái trên quãng đường mình đi về, lúc này là khoảng 2 giờ trưa, 2 giờ chiều mọi người ạ. 2 chiều, gần 2 giờ, cho nên mình đói quá mình ghé vào mình ăn một tô phở trên ven đường. Thì tô phở này mình chọn là full topping nha mọi người. Full topping thì chỉ có 55k, một tô bự cho bá như vậy nè, rất là hợp lý luôn nha mọi người. Sài Gòn mà. Đó, cái gì thì cũng bằng cái mức giá của nó thôi. Mình thấy 55k tô như vậy là quá hợp lý rồi. Nhưng mà một điều á mình thấy rất là vô lý á, cái tô phở này nó còn rẻ hơn so với cái ly trà ô long 70k ở trong cái khu trung tâm thương mại hồi nãy nữa mọi người ạ. À, tin được không? Đây, mình cho bạn xem bill nè. Một ly cà phê sữa 80k, một ly trà ô long nhìn nó như một nước lọc. Oh my god, chắc mình tởn luôn mọi người. 70k cho một ly trà như vậy. Quá chát. Mình nghĩ cái ly trà này là cũng phải đáng giá cũng cỡ 45 50k thôi, mình thấy cũng hợp lý rồi. Thôi thì cái cuộc đi vui chơi chữa lành ngày hôm nay mình thấy cũng đã kết thúc rồi. Đó thì đây chính là cái con đường mình đi về. Đó, đây là cái quãng đường đi về này. Đây là hướng mình đi về. Đây là dưới cầu vượt gì đó mình cũng không để ý nữa. Hình như là đi một đoạn tới kia nữa là tới đoạn sông Đồng Nai á. Giáp giữa với vô đi qua con sông đó là gọi là địa phận của thành phố Hồ Chí Minh với sông Đồng Nai mọi người. Ok, thì video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này. Và đừng quên cho mình ấn một nút like video cũng như đăng ký kênh nha mọi người. Mình xin cảm ơn mọi người, tất cả mọi người rất rất là nhiều.